Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái đầu CD đến từ Test, một cái model rất là lừng danh của hãng, đó là VRDS25X. Cái chữ VRDS là viết tắt của Vibration Rigid Disc Clamping System. Thì cái dòng này có nghĩa là nó có cái bộ cơ chống rung theo cái công nghệ riêng của Test làm. Và từ cái bộ cơ này thì nó còn có thêm 4 cái đế, hay còn gọi là 4 cái chén để chống lên 4 cái chân để chống rung nữa, nên cái này nó rất là giá trị nha. Thường thì nó có cái chén này nó sẽ có giá trị hơn. Đó, 4 cái chén, lát nữa mình sẽ tháo bên trong cho bạn nhìn. Con này thì được sản xuất vào những năm 93-94, với cái giá xuất xưởng bây giờ thì nó khoảng 2.000 USD thời điểm ra mắt. Thì con Test VRDS25X này nó có một đặc điểm khác với dòng 25 thường, đó là nó có chức năng DAC nữa nha, chức năng DAC. Dĩ nhiên thì ở trên mặt tiền thì chúng ta không có cái chức năng lựa chọn DAC, mà nó sẽ có cái chức năng lựa chọn DAC khi các bạn bấm qua remote, chúng ta chọn cái đường input select này. Thì con này mà không có remote thì các bạn không chơi DAC được nha. Dĩ nhiên thì nếu như các bạn chơi mà các bạn làm mất remote, chúng ta có thể mua remote ở bên ngoài được, nhưng mà phải có cái đường input select để các bạn chọn đường DAC. Mặt phay màu gold cực kỳ đẹp, không có một tì vết nào, có một chút xíu chấm ở đây, nhìn kỹ zoom lại mới thấy một chút xíu thôi đó. Thì có gì mình cũng quay cho các bạn xem rồi nha, không có dấu giếm gì cả. Test VRDS25 thì nó chạy 4 con chip DAC dài mã, và cái chất âm của nó VRDS25X thì như bạn hỏi mình so với con 25XS thì nó như thế nào, thì thật sự mà nói nó không hề khác biệt gì, nó chỉ khoảng 9,5 với 10 thôi, nhưng mà con này mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Trên lưng của nó thì nó có 3 cái nắp, khi mở ra chúng ta phải mở 3 cái nắp. Thì mình đã chuẩn bị sẵn cái con ốc lục giác này rồi, lát mình mở cái đồ mở lục giác này, lát mình mở ốc lục giác. Rồi bây giờ mình sẽ quay phía sau cho các bạn nhìn. Phía sau của nó thì đây là cái đường ra analog, nó có đường ba lăng và đường bóng sen. Đây là cái đường vào kỹ thuật số để chơi DA, nó có đường optical và đường coaxial sản xuất tại Nhật Bản. Nguồn điện là 18W, điện từ 100V đến 220 tùy cái lựa chọn bên trong của các bạn. Nếu như các bạn để bên trong là 220 thì chúng ta cắm 110 nó không chạy, nhưng mà nếu như bên trong các bạn đang để 110 thì các bạn cắm 220 nó sẽ cháy đó nha. Thì cái này mình để luôn 220 để chúng ta khỏi sợ nhầm. Thì để 220 nếu các bạn cắm nhầm 110 thì nó không sao, nó không lên thôi, nhưng mà để 110 các bạn cắm nhầm 220 thì rất là tai hại luôn, nên mình để 220 nha. Nó có cái chế độ chuyển bên trong, lát nữa mình mở ra mình chỉ cho các bạn. Và cuối cùng cái con này mình bán kèm theo remote ring và 4 cái chén nữa, là mình bán cho các bạn mức giá là 26 triệu nha. Rồi bây giờ mình tháo ra cho các bạn nhìn và xem bên trong cái nội thất cực kỳ gấu của con này, sau đó mình sẽ test nha. Các bạn nào có nhu cầu mua USB hoặc là ổ cứng thì liên hệ với mình, có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 800 ngàn chép sạc nhạc. Đây, và một cái ổ cứng là 2 triệu chép sạc nhạc. USB là 128GB, còn ổ cứng là 1000GB. USB thì chứa được khoảng 200 cuốn đĩa, còn ổ cứng thì khoảng 1000 cuốn đĩa, 1500-2000 cuốn đĩa. Rồi bây giờ mình kỹ thuật bên mình đang tháo máy ra, các bạn đợi chút nha. Bạn đợi chút nha, trong lúc tháo thì mình giới thiệu USB và ổ cứng. Các bạn chơi đầu dài mã thì có thể liên hệ mình để mình tư vấn chơi cái USB hoặc là ổ cứng cho phù hợp. Tùy cái đầu dài mã của các bạn nó có hỗ trợ hay không. Nếu bắt đầu dài mã các bạn không hỗ trợ cắm USB ổ cứng thì các bạn có thể cắm phía sau TV để chúng ta xuống nó được cấp quang, giống như cái đầu dài mã 25, đầu Test 25 này thì nó không có cái cắm USB trực tiếp vào, thì các bạn cắm vào TV như thế này, cắm một cứng là USB vào TV thế này, chúng ta phát qua dây cấp quang qua đầu dài mã.
Rồi bây giờ sau khi mình đã mất rất là nhiều thời gian mình tháo ốc ra thì các bạn cùng quan sát bên trong nha. Mình mở một cái nắp và mình mở hai nắp hai bên để con này xài ba cái nắp luôn. Đây. Wow, rất là hoàn hảo luôn. Nó chạy 4 con chip dài mã AD1868Z. Đây là cái bộ cơ VRDS lân danh của Tech. VRDS là viết tắt của dòng chữ Vibration Resistant. Tăng phô nó nằm ở bên này. Và con này là hai dòng điện và mình đang để điện 220 nha. Các bạn thấy những cái cầu chì của nó này, nó đang để ở chế độ 220. Nếu các bạn muốn chuyển sang 110 thì đưa cho mình, mình đưa cho thợ, chứ cái này thì mình cũng không có biết cách chuyển đâu. Cái sơ đồ dòng điện của nó hơi phức tạp, chuyển không đúng là có khả năng chuyển xong vẫn đang ở điện 110, chúng ta cắm 220 là chết. Nhưng mà mình đang để 220 rồi nha. Rất là đẹp. Đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi. Rồi các bạn quan sát xong mấy rồi chưa? Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe nha. Nơi mình ghép cái dàn đầu test này vào thì bây giờ các bạn chỉ cần nếu các bạn chọn đường input này, đường thứ nhất là chúng ta chơi CD, in 1 là đường đồng trục, in 2 là đường cấp quang. Đó. Thì đường đồng trục thì lấy từ TV xuống qua cái đầu dạy mã đầu test này. Xin lỗi, đường cấp quang là lấy từ TV xuống qua đây. Đó. Còn đường đồng trục là bên này. Đó. Lát nữa mình sẽ test các bạn đầy đủ hết nha. CD rồi dạy mã.
dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông gánh nhiều buồn đau xuân nhớ như mây trời.
Thank you.